Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem video của mình. Nghe mình đi cho các bạn. Các bạn có thấy mình về đây hơi mớm. Như tiêu đề các bạn đã thấy thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem bộ đôi ngũ cốc như thế này. Đó, nếu như mà các bạn có xem TikTok Trung Quốc á, hoặc là dạo này các bạn hay quan tâm tới giảm cân, thì các bạn sẽ thấy là cái sản phẩm được review rất là nhiều trên các trang mạng xã hội cũng như là ở trên TikTok. Nên là đây, cái này mình order ở bên Trung Quốc về. Kiểu đây là sản phẩm mà bán rất là hot và đang rất là chạy ở trên Tmall á. Về được đó, nên là mình đã order về trước Tết, nhưng mà lại vì vướng bận dịch đồ này kia nên là hôm nay lại tới. Và vừa mới tới thì mình đã unbox link cho các bạn đây. Ở đây thì chúng ta có hai loại, một hộp màu xanh đây và một hộp màu hồng. Cái hộp màu hồng á thì là mix của Yến Mạch. À, mình quên nói cho các bạn biết. Đây, cái này là sản phẩm nội địa Trung Quốc nha, và cái tên của nó nè, các bạn thấy không? Kẹo áp miêu đó là Yến Mạch đó. Thì cái hộp màu hồng đó là mix giữa Yến Mạch và các loại hạt ngũ cốc. Đó, thì bao gồm, theo như quảng cáo thì sẽ bao gồm chuối, nho, cà chua, xoài và kiwi. Còn cái hộp màu xanh như thế này, thấy không, màu xanh đó. Cái hộp màu xanh này thì cũng là Yến Mạch luôn, cũng là áp miêu mà mix với ốc chó nè, hạnh nhân, ngô, vừng và hạt bí, nói chung là các loại hạt. Đầu tiên khi mà nhận được cái sản phẩm này á, thì điều đầu tiên chúng ta cần quan tâm đó là hạn sử dụng. Này, các bạn có thể thấy hạn sử dụng thì in ở trên cái đáy. Đây, cái đáy của nó là ngày 27 tháng 2 năm 2020. Có nghĩa là mới sản xuất ở đây thôi. Hạn sử dụng 6 tháng nha các bạn. Thiết kế của nó cũng khá là đẹp mắt. Đó, cái hộp này là kim loại này. Xung quanh toàn bộ đều là chữ Trung Quốc hết. Trong cái phần nắp nhựa thì nó sẽ có một cái lớp nắp như thế này. Tại vì mình đã ăn. Bây giờ mình buồn miệng quá nên mình lôi ra mình ăn vặt, nên là nó có một cái nắp như thế này. Nói chung là cũng rất là đảm bảo. Ở trong thì là đây. Cái hộp này cũng tương tự đó. Trong cũng có một cái nắp như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ xem là trong cái hộp màu hồng này có những cái gì nha. Mình ăn xấu hết rồi nè. Nhưng mà rất là nhiều trái cây ở trong đó. Nói chung là nó là Yến Mạch. Mình biết nó là Yến Mạch mix rồi nên là mình không có hy vọng quá nhiều. Nhưng mà lúc mở ra thì các bạn có thể thấy một chút hơi nhiều trái cây. Đây là một cái phần mà mình vừa mới đổ ra, ở trong này còn rất là nhiều nè, các bạn thấy không? Mấy cái đỏ đỏ đó. Thì chúng ta sẽ xem nha, cái này là chuối nè. Cái màu xanh này là baby kiwi. Cái này, cái đỏ đỏ này, mình đoán không nhầm đó là cà chua. Nhìn nho này các bạn, mình có thấy mấy cái hộp nho. Mình không biết mấy cái vàng vàng là gì, nhưng mà hộp nào nó cũng sẽ có những cái miếng vàng vàng như thế này. Mà ăn nó giòn giòn nó vui lắm. Để xem chúng ta còn lại trái cây nào mới. Đây, chuối, có một lát chuối khô ở đây. Có cái gì vàng vàng đây nữa nè. Nói chung vì đây là trái cây sấy mà nó sấy rồi, mình ăn mình thấy nó ngọt ngọt á, nên mình cũng không thể nào khẳng định nó là cái gì. Nhưng mà ăn nó như mất các bạn. Nói mấy cái cam cam này heo. Ăn những cái này lúc bình thường á, nhưng mà mình ăn mặt thì rất là ngán, nhưng mà cái này rất là ngon. Để mình xem trong hộp coi mình có bỏ sót cái gì không. Cái gì đó màu xanh, à có rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ cái hộp màu xanh đây nha. Các bạn có thể thấy màu xanh đó, đổ ra. Thì trong cái hộp này nó lại không có nhiều loại mứt như là cái hộp kia. Bên kia thì sẽ nhiều hơn, nhưng mà bên này là chủ yếu là các loại hạt. Các bạn có thấy cái đen đen đó là vừng đó. Rồi mình đổ xương xương vậy thôi. Thì chúng ta xem qua một lượt nha. Ở đây chúng ta sẽ có cái màu đen này là vừng này, rất là thơm. Khi mà bỏ nước nóng á, thì các bạn có thể thấy cái hạt màu xanh này là hạt hướng dương, hạt bí. Đúng rồi, hạt bí. Đây nè, đây có một cái hạt màu trắng nữa. Các bạn có thấy cái hạt này màu trắng không? Rồi chúng ta có đây, có một cái hạt bự nữa. Cái này như kiểu đậu phụng cái này. Rồi đây,
Mình không biết cái này là cái hạt gì. Nhưng mà nói chung là khá nhiều loại hạt. Nhưng mà có điều là bên này nó không có được bắt mắt và đẹp như bên kia. Bên kia thì nhiều trái cây nên là nó nhiều màu hơn. Và nó luôn có những cái miếng màu vàng này, các bạn thấy không? Cái màu vàng này ăn giòn giòn, vui miệng lắm. Để mình xem coi mình có bỏ sót cái gì trong này không. Hình như là không các bạn. Đó, tạm thời các bạn thấy nó có chừng này. Y có cái hộp bự bự này. Có thể là do nó hơi nhỏ nên là mình không chắc là ốc chó. À, cái đặc biệt của cái này nó là có cái táo khô. Mình ăn ngon quá, mình ăn gần hết rồi đó. Các bạn có thấy không? Cái này là cái táo tàu khô, táo đỏ khô. Ăn rất là ngọt và lạ miệng mà ăn chung với cái này nó không có ngấy nè. Ngon lâu cắn chúng biết mí ngon lắm nè. Bên này cũng có cả nho khô nữa. Có thể là do nhỏ quá nên là mình không thấy được cái hạt ốc chó nó ở đâu. Nó trộn trộn với lại nó lẫn màu mà thêm mình bị cận nữa các bạn. Nhưng mình không biết là cái hạt ốc chó nó ở đâu nè. Hạt này là hạt gì ta? Nè. Bình thường á thì những cái yến mạch này nè mình có rất là nhiều cách để sử dụng. Ví dụ như các bạn có thể chế với nước sôi để uống, ăn với sữa chua có đường, sữa chua không đường, hoặc là bỏ chung với sữa tươi cũng được. Nhưng mà tùy vào cái chế độ của các bạn, nếu như các bạn ăn vui với mình á thì các bạn có thể ăn không cũng sao được. Nhưng mà nếu giảm cân á thì chúng ta nên ăn chung với sữa chua không đường nha. Tại vì trong này trái cây như là các bạn đã biết thì trái cây khô, trái cây sấy nó cũng mang một cái lượng đường rất là lớn. Có nhiều cái chế độ ăn kiêng á mà người ta rất là nhiều cái chế độ ăn kiêng mà không cho ăn trái cây ngọt luôn á, tại vì trái cây ngọt nó có một hàm lượng đường, mặc dù đường trái cây thì nó sẽ tốt hơn những cái đường thành phần khác đúng không, nhưng mà nó cũng là đường nên người ta cũng hạn chế. Còn cái phần cái ngũ cốc này nè nó rất là nổi tiếng, kiểu dạng này nó nổi tiếng á. Trong cái cộng đồng mà ăn kiêng thì có chế độ eatling. Cái chế độ eatling có nghĩa là các bạn sẽ thay cơm gạo trái hàng ngày bằng gạo lứt. Mà các bạn biết gạo lứt nó rất là tốt đúng không? Nó tốt cho da, dễ hệ tiêu hóa của chúng ta nè. Rồi ăn nhiều rau. Và đặc biệt là ăn nhiều trái cây, uống đủ nước. Còn những chế độ ví dụ như ăn keto chẳng hạn, thì keto các bạn chỉ được phép ăn những trái cây như là dưa leo, củ đậu. Những trái cây chua một chút, rau tây cũng được. Đặc biệt là rất khuyến khích ăn bơ. Ngoài ra thì những trái cây khác như kiểu là cấm luôn á, cấm triệt để luôn. Tại vì nó có đường. Mà cái chế độ keto nó lại là anti đường, không có cái gì có đường. Tốt nhất là như vậy thì sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Có thể là các bạn thì nghĩ là ủa tại sao một đứa mập như mình thì lại lên đây nói về những cái chế độ ăn kiêng như vậy. Tại vì nếu như mình biết vậy sao mình không ốm. Một phần á thì tâm phép mình đổ lỗi cho cơ địa nha, cơ địa của mình khó ốm. Cái thứ hai đó là mình thấy là mình không có đủ kiên nhẫn. Thật ra để giảm cân các bạn cần phải một sự quyết tâm và kiên trì rất là lớn, chứ không phải là cứ giảm cân bu qua giảm cân là được. Còn về bản thân mình á thì mình thấy là mình không có đủ cái sự kiên trì đó và mình cảm thấy là cuộc sống của mình nó hơi ngắn ngủi, miễn sao mình phải giữ cho sức khỏe của mình tốt, cân nặng của mình trong một cái mức ổn định thôi. Nếu ốm được thì càng tốt thôi, nhưng mà tại thời mình vẫn chưa ốm được. Ngon các bạn, cái miếng màu vàng này nè, hơi ngon thực sự. Nếu như mà các bạn hỏi là với tầm 200.000, 150 đến 200.000 cho một ký á, một hộp này là nửa ký nha, thì hai hộp này sẽ là một ký á, thì có đáng hay không thì mình nghĩ là đáng. Các bạn thử đi, tại vì nếu các bạn tuân theo những cái chế độ ăn kiêng khắc nghiệt mà chúng ta chỉ được ăn có một cái chế độ ăn kiêng gì đấy mình thường quên tên rồi, mà chỉ được ăn yến mạch và trái cây thôi thì đây. Nếu như các bạn chưa thử yến mạch thì hãy thử đi. Trời, yến mạch nó rất là nó như là một cơn ác mộng của mình vậy. Có lẽ là vì mình ăn không hợp, nhưng mà thật sự nó giống như là ác mộng vậy. Thì các bạn có thể bổ sung thêm cái này khi mà mình đang ăn yến mạch, nó nhạt miệng, nó là vậy đó, xong mình cắn chúng một miếng trái sấy trời nó ngon mà nó thơm đó, thì mình sẽ cảm thấy tự giác cái cuộc sống của mình nó kiểu nhiều màu hơn á. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể mua cái này để như kiểu một món ăn vặt, một cái món snack thay thế cho những cái đồ ăn nhanh mà không tốt cho sức khỏe á. Vì cái này ngon hả, tốt hả? À, yến mạch nó rất là tốt cho cơ thể của mình, da dẻ cũng sẽ tốt hơn, cái hệ tiêu hóa của mình cũng sẽ tốt, mà tiêu hóa tốt thì những thứ khác nó cũng sẽ kéo theo một cái chuỗi liên tiếp, nó sẽ tốt hơn như vậy đó. Em cần một cái nữa
đó là nếu như mà các bạn lâu lâu mà các bạn muốn tẩy da chết hoặc là muốn đắp mặt nạ mà kiểu hơi sinh học một tí, organic một tí, thì chúng ta có thể dùng yến mạch. Yến mạch các bạn quấy với tỷ lệ nước 1:1, mình nhớ không lầm là vậy. Xong các bạn bôi mặt, chờ từ 15 đến 20 phút xong các bạn rửa. Trời ơi, da mặt mịn như em bé luôn. Nhưng mà do mình lười quá nên da mình không có mịn như em bé nữa. Mình biết nhưng mà mình không làm. Nói chung là mình quá lười. Mình nghĩ đó, ăn yến mạch đó vừa có thể giảm cân, đồng thời có thể tăng cân. Đó là do cái cách mà các bạn phối chung cái đồ ăn á. Nếu như muốn giảm cân thì các bạn ăn thông cái này thay cho 3 bữa chính, nhưng mà mình chỉ trong một cái thời gian nhất định thôi. Có nghĩa là đối với mình á, là các bạn giảm cân á, thì nhưng mà vẫn phải khỏe mạnh. Có nghĩa là các bạn giảm cân nhưng mà chúng ta phải tập thể dục, phải duy trì một cái cuộc sống lành mạnh đó. Như kiểu mình phải ăn uống hợp lý thôi, ăn trong một cái gọi là cái gì ta, ăn có một cái liều lượng nhất định, nhưng mà chúng ta không nên ép buộc bản thân mình phải ăn những thứ mình không thích hoặc là phải kiêng tất cả mọi thứ, tại vì mình sống được bao nhiêu đâu. Nhưng mà bù lại, nếu như chúng ta tập luyện thể dục thể thao á, thì chúng ta có thể ăn được những thứ mình thích. Do đó cái phương pháp mà ăn yến mạch không như vậy để giảm cân thì chỉ là một phương pháp ngắn hạn thôi, và mình chỉ gợi ý, mình chỉ nói vậy thôi chứ mình không có recommend là các bạn nên theo phương pháp đó. Đặc biệt là đối với các bạn mà muốn tăng cân á, thì các bạn quấy cái này nha, nấu chung với súp gà nha, bò, heo, với tất cả các loại thịt các bạn muốn, hoặc là quấy chung với sữa đặc, sữa tươi có đường. Các bạn sẽ thấy cân nặng lên vùng vụt mà nó ngon vô đố luôn. Cháo yến mạch nấu với thịt bò. Tự nhiên nay mình đi cùng mình kêu các bạn, bình thường nó có kêu đó. Đi vào đây, kêu gì? Cái nho khô cũng rất ngon này. Bình thường yến mạch các bạn mua giá trên thị trường thì tầm dưới 100.000 một ký, mình nhớ không làm là vậy á. Thì với cái này từ dưới 200.000 một ký, để biết những cái loại trái cây qua đây mà mình lười á, mình lười để mua từng loại, chỗ này rất là đa dạng này, cũng ít có ai mà bán lẻ cho các bạn từng loại đó. Thì các bạn mix hết vào đây, xong các bạn để một cái hộp rất là gọn gàng như thế này, ăn uống rất là ngon. Thật sự ngon. Nếu như hỏi hai cái này thì mình thích cái này hơn, đương nhiên mình thích cái này hơn, tại vì nó đẹp, nó nhiều trái cây và mình thích những cái trái cây ngọt. Cái này kết hợp cho những cái bạn thích ăn các loại hạt hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh của mình để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa nha. Mọi đối với ý kiến của các bạn đều giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn, mà mình vô cùng trân trọng những ý kiến đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt.